Gia Thái. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở trên đỉnh Mẫu Sơn rồi các bạn ơi. Hôm nay ở trên này là liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2019 các bạn ạ. Năm nay họ tổ chức diễn ra vào khoảng tháng 6 và năm nay là 16 tháng 6 nha các bạn nhá. Đây là hôm năm nay họ có trang trí những cái trong trống này. Trong trống quay nhìn khá là đẹp, nhưng mà thời tiết ở trên Mẫu Sơn thì mọi người có thể biết là trên này gió rất là nhiều và làm cho những cái trong trống này nó đã bị kiểu dạng như là hỏng ấy, bị hỏng khá là nhiều và bị đây này, như những cái này là gần như là bị đứt hết rồi. Đây phía dưới mọi người thấy thì ở cái vườn hoa Cẩm Tú Cầu rất là nhiều những cái chị em hay là các bạn trẻ, các cô các chị đến đây để chụp ảnh và chụp những cái bức ảnh đẹp để đem về làm kỷ niệm khi đến với liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2019. Bây giờ mình sẽ đi di chuyển xuống phía dưới một chút nhá. Đây này, ở trong này khá là đẹp. Và ở phía xa mọi người có thể nhìn thấy cho mình kia là cái chỗ máy quay mình dí vào nhá. Vì cái hôm nay cái thời tiết ở trên này mây rất là nhiều, thì ở xa kia thì mọi người có thể nhìn thấy là ở trong đấy là đang tổ chức lễ khai mạc. Năm nay khai mạc sẽ diễn ra từ lúc 9:30 bắt đầu tổ chức khai mạc. Đây, bây giờ mình sẽ vào vườn hoa Cẩm Tú Cầu nhá. Đây, một trong những cái nơi được rất là nhiều chị em phụ nữ hay là các bạn thích chụp ảnh tự sướng. Đây. Hôm nay thời tiết nó hơi sương một tí. Đây này, mọi người có thể nhìn thấy bề trời nó quang quang một chút thì mình mới nhìn thấy cái lượng người ở trên này, họ đổ lên trên này rất là đông. Đây kìa, ở dưới khu kia nhiều lắm rồi. Và bên trong này có cắm cả hội trại nha các bạn nhá, thi trại ở các cái thôn ý, thôn hoặc là các cái xã ở trong huyện Lộc Bình, và có thể mời cả xã bạn ở các huyện ở Cao Lộc nữa. Mình sẽ di chuyển xuống đây một chút. Đứng ở dưới này mình có thể dí máy lên cho mọi người nhìn xem nhé. Ở phía trên này trong chóng quay này tả tơi hết rồi. Nhưng mọi người có thể thông cảm cho mình một chút nhá, vì khả năng hôm nay gió to nên là mình nói như này nó sẽ bị rè hay là bị những cái âm thanh nó không được hay cho lắm, vì mình không dùng mic, mình nói trực tiếp thôi. Đấy, bây giờ mình đang ở giữa vườn Cẩm Tú Cầu và lát nữa mình sẽ đưa các bạn xuống cái khu chợ ở phía dưới. Đây nha, bây giờ mình sẽ dọi lên cho các bạn thấy ở phía trên này. Đấy, nhìn rất là đẹp. Những cái trong trống họ giải dẫn tít lên trên kia luôn. Và khá là đông những người đến đây để chụp ảnh. Đấy. Đấy nha, bây giờ mình sẽ di chuyển xuống dưới nha các bạn nhá. Mình sẽ đưa các bạn đi xuống dưới khu chợ chính của Mẫu Sơn, gọi là khu chợ người Dao. Đây, bây giờ mình đang di chuyển xuống dưới đây rồi. Thì đầu tiên thì mình sẽ đi vào trong cái khu vực phía trong để tổ chức tổ chức khai mạc liên hoan khu du lịch Mẫu Sơn năm 2019 nhá. Xem bên trong này họ có tổ chức cái gì nhiều. Thì đầu tiên mình nhìn thấy bên ngoài thì đã có thi hội trại. Đi nào thế, đi nào. Đây này, mọi người đổ lên trên này rất là đông rồi. Đây này, bắt đầu mới đang làm trại các bạn ơi. Đấy, người dân các xã bắt đầu mới đang dựng trại chưa xong. Đây mình có thể ngó một chút. Đây mình sẽ di chuyển sang bên này một chút. Wow.
Bên này là những cái gian sách các bạn ơi, gian sách phục vụ của trẻ em ở trên khu vực Mẫu Sơn này. Và đây, cái khán đài chính để có thể tổ chức liên hoan du lịch Mẫu Sơn này kìa. Đang có văn nghệ nha các bạn nhé. Mình đứng khá xa, lát nữa mình sẽ đi vào trong luôn. Bây giờ mình sẽ di chuyển lang thang qua đây một chút xem những cái gian trại nhá. Đây này, ở đây có cả tổ chức thi cả xe đạp nữa. Mà thi xe đạp buổi sáng. Đây là mây và núi, đây là huyện đoàn Lộc Bình. Ở đây là trại của Lộc Bình. Nhưng mà bây giờ chưa hoàn thành đâu, tầm này còn sớm. Wow. Đây các anh có bộ quần áo của người Nùng đấy. Đây là Hải Yến. Bên này xem mình xem trại gì đây. Có vẻ trang trí nhìn cũng có vẻ là thân thiện với môi trường. Cây này, tre này. Tuổi trẻ sáng tạo. Đây là cũng là của Lộc Bình thôi. Xem văn nghệ một tí nhá. Mình vừa mới vào trong khu tổ chức lễ hội xong rồi nhá. Thì bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi xuống phía dưới cái khu chợ của người Dao ở trên Mẫu Sơn nhá.
Đây bây giờ mọi người có thể nhìn thấy ở ngoài đường nên ở đây rất là đông người di chuyển, cả khách du lịch lẫn đồng bào ở trên khu vực Mẫu Sơn. Và ở phía trên này là vừa rồi mình vừa mới đi lên trên kia, nhưng bây giờ nhìn xa này mình có thể không nhìn thấy được các bạn, vì cái lượng mây ở đây nó khá là dày. Và chính cái thời tiết mây như này thì lại làm cho Mẫu Sơn nó có những cái nét đẹp hơn các bạn nhé. Lên trời nắng cái kiểu ở trên xa mọi người có thể nhìn thấy là có những cái diều ấy, diều rất là đẹp. Nhưng mà trời nó lan lên nắng nắng nên mình sẽ quay cho. Thôi bây giờ mình sẽ di chuyển dưới nhá, xem khu chợ ở dưới này bán những cái đồ gì nhiều. Đây này, ở hai bên bây giờ toàn những hàng ăn là nhiều thôi. Đây là kem, kem và các loại thạch. Đây, đây là quả, quả này quả gì quên mất tên rồi. Đây mọi người nhìn thấy là càng ngày càng khách du lịch đổ lên trên này càng rất là đông. Và đây là những cái đồ của bà con người Dao ở trên Mẫu Sơn này các bạn ơi. Các bạn có thể nhìn thấy cho mình đây là cái quả dưa chuột trên này nhá. Quả dưa chuột đây, như là thuốc. Và đây là những cái phong lan của người dân đem ra đây. Đây là tiếp theo thì xuống dưới này một chút thì có thể đây là những cái gian hàng đồ chơi. Đồ chơi này thì của những người ở dưới kia đem lên trên này để bán. Và bên mé bên này mọi người có thể nhìn thấy là có những cái tranh, có những cái tranh của ban tổ chức khu du lịch Mẫu Sơn, họ quảng bá thêm về những cái địa điểm ở trên Mẫu Sơn này, như là đây là Park Thác Bạc Tình Yêu này, và đây là thổi kèn này, kèn Pí Lè. Và đến với Mẫu Sơn thì nó có rất là nhiều thứ ở đây, đã như tuyết này và mây này, đây này thú bông rất là nhiều. Và ở đây có rất là nhiều những cái tranh nha các bạn nhá. Ở cứ giải theo bên mé bên này là tranh này, và bên mé bên này là hàng ăn này. Họ bên này họ không cho trưng bày cái gì. Ô, đã có đào rồi à? Cô ơi, đã có đào rồi à cô? Đào là đào non đúng không? Hay là đào đào đá ấy chưa? Đây là có đào các bạn ơi. Mua đi. Dưa đúng không cô? Đây là dưa mình trồng đúng không? Wow, dưa này. Nhưng mà đào này đã ăn được chưa? Ăn được. Tưởng là phải tháng 7 chứ nhỉ? Đây đào Mẫu Sơn này còn bé lắm các bạn ạ. Khả năng khoảng tầm nửa tháng nữa thì bắt đầu mới có được. Đây là những cái bộ quần áo ở trên này. Mình sẽ tiếp tục di chuyển xuống phía dưới nhá. Đây là các gian hàng, đây là các cái chuối rừng này, ở những cái bài thuốc. Gian hàng đồ nướng. Đây rồi, bây giờ mình đã xuống khu vực trung tâm ngã ba các bạn nhé, ngã ba Mẫu Sơn. Ở đây thì có bán rất là nhiều thứ, và ở bên dưới này cũng có nhiều đồ lắm. Bên mình sẽ đi sang bên này trước nhá. Đây này, bây giờ ở bên này có bán khá là nhiều những cái đồ của người dân trên này. Ở đây là phong lan này. Phong lan. Để xem chút phong lan. Chủ sẽ phải mua chứ. Em xem một tí, nhìn đẹp quá. Em mua đi. Em này cũng biết chơi phong lan này cơ, nhìn đẹp thôi. Bên này là đây là một giải những đồ của người Dao. Đây là cây sâm này. À,
Đây là những cái củ khúc gỗ ở Phong Lan này. Nhìn này, wow. Đây là bán rất là nhiều phong lan các bạn. Đây này, xem các chú mua cái gì đây. Phong lan. Đây là mày làm giảm gia vị. À, gia vị đây kia chanh rừng mà chú. Chanh rừng đem phải ngâm. Ngâm làm nước chấm hay là trị ho? Ho không được mà. Ho không được. Ngâm muối hay ngâm mật ong. Đấy, ngâm mấy cái tay các bạn kia. Mà chanh rừng bây giờ đầu mùa, quả của nó còn bé. Khoảng tầm nửa tháng nữa thì quả nó to hơn. Đây là nó kiểu quả quả non. Đúng rồi, đúng rồi. Đó là như thế. Đây là bán cả áo nữa. Bây giờ bán giá bao nhiêu hả chú nhỉ? Gần 100 mà. À, gần 100 à, đầu mùa. Đầu mùa mà, đầu mùa bây giờ đắt mà. Khá là nhiều tiền đấy nhỉ. Đấy, bình thường trước cái nó chỉ có giờ về Đồng Đăng mình cũng có sao không có. Không có, Đồng Đăng ở khu vực dưới đấy, có. Đấy. Nhưng mà ở đằng mé bên phía Công Sơn khi nó ra đằng hướng đấy cũng có thể có được. Không có đâu. Bọn nó cũng buôn về dưới kia nó bán cơ mà nhưng mà không biết là nắm giá bao nhiêu là không biết. Tức là bọn nó thu mua về nó lại bán ở chợ mà. Mới phải là chính gốc ở đây. Đúng rồi, chính gốc là trên Công Sơn. Chính gốc nhưng mà lên đây thì có khi nó cũng nguồn mua có cái gì cũng đắt. Đúng không? Chính gốc là lên trên này mua cái gì còn nhiều đắt đó. Bây sẽ tiếp tục di chuyển sang bên này nhé. Đây xem những có những cây nấm gì của người dân đêm mật ong này. Mật ong Mẫu Sơn. Còn có những con ong nấm. Bên này các bà con ở trên này rải ra đây bán nhiều. Chuối rừng. Cái nấm gì đấy bà ơi? Bà ơi, cháu hỏi bà một cái nấm này nấm gì đấy ạ? Cái này là cái nấm gì hả bà? Linh chi à? Linh chi đúng không ạ? Cô to nhỉ? Sao linh chi to nhỉ? Cái này phơi khô rồi đúng không ạ? À, phơi khô rồi. Ôi, có cả cây ở trong không nhỉ? Linh chi, to thế. Chuối rừng. Đây là những cái bài thuốc của người Dao. Đây là dế gió. Dế gió. Cam ơi, nó đây cam ơi. Chụp biêu này con cả cả biêu. Cả biêu mà còn. Ôi, nó đây chụp biêu. Con cả biêu. Xem cái dế gió. Dế gió này bán như nào hả bác? Bán 20.000 một bó à? 20.000 một bó à? Có phải dế trên này không hay là nơi khác vậy đó? Cái này chắc Bắc Sơn rồi. Bắc Sơn hay sao nhỉ? Cái này là dế Bắc Sơn thôi. À, dế gió Bắc Sơn à? Ừ, trên mình không có cái dế gió đâu. Thế cái này ngâm rượu như nào ạ? Cái này ngâm rượu như nào? Cái này về thái nhỏ xong là ngâm ra rượu để xoa bóp. Xoa bóp nó nóng à? Giả sử cái nhà có trẻ ấy, thì nó bị sốt lên nóng ấy, thì xoa như thế này nó khác. Tí nó khang mát xuống. À, tí nó khang mát. Thế cái này thì ngâm rượu có cần lấy nhiều không? Ngâm rượu à, lấy ba hả? Khẩu cái hũ 2.000 hi à? Lấy. Nhưng mà sao nhìn cái này nó lâu thế nhỉ bà? Bà sao nhìn cái này được một chai này được. Sao lại nhìn lâu thế? Cái này như là để lâu rồi. Phải để khô ký mới để được rồi. Cái này mới phơi khô. À, phơi khô à? À, không phải cái lấy tươi được đâu. Tươi thì không thành đâu. À, thế à? Khô để nó không mốc. Không cho nó khô ký thì là để nó mốc này. Dế gió ấy bà biết mua gì không? Chứa cả thái hóa của sống nha. À thế à? Làm thuốc thế nhỉ? Làm gì nhiều thuốc mà. À tức là mình là người Bắc Sơn đấy bán hả bà? Ở đây lại lấy dế mua ở Bắc Sơn về bán. À. Đây, bên này phong lan với thuốc là nhiều. Đây là dưa ở trên Mẫu Sơn. Một cân đây là wow. Chuối rừng. Wow, những cái khúc gỗ này to thế nhỉ. Lan to. Đây xem nào. Đây là củ sâm mà. Củ sâm mà. Sâm đất. Wow. Và nhá các bạn nhá, đến khu này thì là hết cái khu chợ
của người Giao ở bên mé này rồi, còn ở dưới kia còn một chút nữa. Ở bên này là bên ban quản lý họ căng những cái dạp này để tổ chức ăn uống ở đây. Ở bên phía này thì là nhà nghỉ Chín Gian nha các bạn nhá. Đây nha các bạn nhá, bây giờ mình vừa mới ở dưới, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới này giới thiệu cho mọi người một chút. Tầm này tầm trưa rồi, mọi người đổ lên khá là đông. Ở khu dưới này mình xem có cái gì nhiều không. Đây là phần bán hoa quả đây. Thôi các bạn nhá, hôm nay mình đã giới thiệu cho mọi người về cái liên hoan Mẫu Sơn năm 2019 đã kết thúc rồi. Đến tầm này là ở dưới này thì không còn gì rồi. Thôi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhá. Nếu các bạn nào thấy hay thì có thể like, share nhiều hơn cho nhiều người có thể biết hơn đến khu du lịch Mẫu Sơn. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới nhất của mình.